Chào các bạn. Hôm nay là đang bắt đầu được cuộc hành trình một ngày rồi. Tại vì là mấy hôm vừa rồi đóng hàng đóng họ ghê quá cho nên là chưa có thời gian quay, đáng nhẽ là phải bắt đầu ngay từ đầu, nhưng mà thôi rồi, bắt đầu muộn một ngày cũng được. Thì đây là một điểm mình dừng xe để trạc xe ở giữa đường, giữa chợ như này các bạn. Thay vì vào cái quán xăng ở bên kia kìa. Các bạn nhìn thấy chỗ này, bên này có quán xăng không? Mình phải vào bên chỗ xăng này nghỉ, đi đi tè mình mua bánh ăn. Sau đó thì đi sang bên trạm sạc này của Tesla này các bạn. Thì đến một cái là các bạn phải lùi vào cái cột như thế này này. Xong rồi cầm cái vòi này, cầm kéo cái vòi này cắm vào đây. Đây thằng này cũng Tesla giống mình mà nó có cái xe đạp để đằng sau như này. Mình chạy đến đây là địa danh ở đây tối hôm qua. Khoan, đầu tiên là cho các bạn coi trọng tải xe của mình nhá. Đấy. Gọi là chất từ đáy lên đến nóc luôn. Đấy, đằng nguyên cái cốp thì là kín mít như bưng luôn. Đằng sau này các bạn. Đây, hơi chói nhưng mà nhìn được là hàng hóa là chất lên đến đây luôn, cho nên là không mở được cái cốp này nha. Mà Tesla Model Y ấy, mình thích cái quả là cái hàng ghế này gập, hàng ghế thứ hai này gập, cho nên là mình đóng cái cốp vào, mình chất đồ xuyên ở đây, xong rồi lấy đồ thì mở về cái ghế này ra lấy ở dưới lên. Đằng trước cũng vậy, chất lên này để mở hở một cái hương gương bên phải thôi. Còn trong cái lúc sạc xe này các bạn, sạc xe đi đến địa điểm tiếp theo, ví dụ như là đi đến Texas này, đến Dallas đó. Là nó biểu hiện luôn cho mình đi đến đâu, sạc chỗ nào chỗ nào. Thì mình đang sạc tốc độ sạc 80 km một giờ, còn 14 phút nữa được 49% rồi. Sạc xong rồi nó vẽ đường cho mình chạy luôn. Ấn vào đây thì nó nói đến đoạn trạc tiếp theo đó của mình còn 15 16% chỗ này này. Các bạn thấy không? Chạy 71 mai 1 tiếng 11 phút nữa thì còn 16%, mà đang hiện tại của mình 50. Chỗ này á không nên để thấp như này, chỗ này nên để cỡ minimum là 30. Đây 16 50 thì ngày 30 cộng 14, tức là chỗ này ít nhất là phải 74. Thế là sạc xe nói chung là cứ bị cái trò đứng giữa đồng không mông quạnh để sạc. Xe nào xe đầy thì mới được chạy tiếp. Còn muốn nghỉ đi đái với cả ăn bánh thì phải sang mấy cái chỗ cây xăng đằng sau kia. Chạy từ Las Vegas về đến đây, cái chỗ này địa danh này là Gallup, thuộc tiểu bang Arizona. Nên tối hôm qua mình phải nghỉ một chỗ chỗ ở Flagstaff. Thì mình khuyên các bạn nên nghỉ ở Flagstaff, bởi vì là Flagstaff cảnh rất đẹp nha các bạn. Tối nay mình dự kiến là sẽ ngủ ở Albuquerque, là địa danh rất là nổi tiếng ở trong Breaking Bad. Nếu mà có điều kiện mình sẽ đi ra ngoài quay cảnh ở Albuquerque cho các bạn coi xem có giống trong Breaking Bad không nhá. Có cái điều á, xe tự lái cho nên là cái kính đằng trước này lúc nào cũng phải sạch nha các bạn. Các bạn đi đường phải vào trạm xăng lấy cái cọ á, rửa kính thật sạch, bởi vì cái camera, ba cái camera ở trên phía trước này nó cần phải lúc nào cũng nhìn sáng sủa. Xe mình chạy nhiều cho nên là
mốt lốp liếc cái thứ là mòn dã man luôn. Đi vào đường đá liếc cái thứ á, các bạn thấy lốp dã man không? Chóc vẩy cái thứ nát tùm lum. Đây quả này về 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 một cái chắc là mình phải thay lốp. Lốp chạy 30 ngàn mai là nát như tươm luôn. Ôi đoạn này dừng chân thế thôi. Đoạn sau mà đến Albuquerque mình sẽ quay tiếp. Và điểm tiếp theo của Albuquerque là Dallas. Sau đó là Louisiana rồi Alabama xong rồi đến Florida luôn. Các bạn theo dõi đến đây nhớ cho mình xin một like và một sub bên dưới nhé. Có câu hỏi thì để lại comment bên dưới mình sẽ trả lời các bạn. Hành trình chạy từ thành phố Las Vegas sang Miami Beach thuộc tiểu bang Florida như thế nào? Chạy bằng con Tesla Model Y này. Chạy thì cũng êm á nhưng mà có cái chi phí cao quá. Đọc là fuel có nghĩa là xăng. Xăng à? Nếu mà dịch sát nghĩa là nhiên liệu nhưng mà người ta hiểu là xăng. Tại vì xăng tiếng Mỹ nó đọc là gas. Thế nên cái hồi con mới sang á, mình cứ muốn đi mua ga để nấu bếp bếp ga á, mình cứ bảo ra bảo nó cho ta mua gas, nó có hiểu đâu. Nó chỉ là cái xăng á. Còn gas tiếng Mỹ nó là propane cơ. Cái ga mà nấu bếp ga á mẹ. Nó đọc là propane. Cái gì? Propane. 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 Không phải phin mà pen. P O R đọc là pro. Pro. Xong rồi P A N E. Propane. Propane. Mình đã đang tới một cái chỗ sạc tiếp theo. Tesla thì sạc ở chỗ này nè. Còn xe xăng thì ra đây mua. Chỗ này là một cái địa danh cách Albuquerque còn có 100 mile nữa. Cho nên là có mấy hình rơm của người da đỏ. Các bạn thấy đồi núi không? Đồi chọc không, đồi không không mông quạnh. Đây là căng căng cảnh của biến trạc Tesla này. Đấy, đây là các cái cột trạc Tesla. Hôm nay ở chỗ này ít xe. Có mỗi cái xe màu đỏ này với cả cái xe của mình đậu đằng này. Còn các cái xe xăng thì nó đậu dọc 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 dọc, dọc ở bên kia. Để đậu xe thì trong lúc chờ sạc để vào. Chỗ này mua bánh ăn với cả đi tè. Với cả đi tản bộ. Nếu bạn nào mỏi chân thì đi tản bộ, vào đây đi tản bộ. Bạn này mỏi chân thì đang đi tản bộ. Khu vực này thì tương đối hoang sơ cho nên là nhà cửa chưa thớt và trông cảnh trí rất tồi tàn. Đi qua đây ban ngày thì còn đỡ, nhưng ban đêm thì chắc sợ run như cây sấy. Đấy, chỗ này cho chỗ nghỉ cho người cao tuổi nè. Người cao tuổi có thể ngồi ở những cái ghế đá này hoặc là những cái ghế gỗ. Đây là nét đặc trưng của tiểu bang New Mexico. Đến New Mexico thì coi như được nửa đường đi Dallas rồi. Mình đi từ Levis, Las Vegas thì đến đây là nửa đường tới Dallas rồi. Dự kiến thì tới Dallas thì mình sẽ nghỉ chân một vài ngày để thăm thú cảnh quan, em cộng đồng Việt Nam sinh sống và buôn bán làm sao, xem có nhiều
bún miến phở trái cây hay không. Đây là cảnh quan của một trạm dừng chân thuộc tiểu bang New Mexico. Xe xăng thì nó hút xăng ở đây, còn mình xe điện thì mình hút đằng kia. Morning, ma'am. Do you know where the breakfast is? Yeah, it's by the way they go. Okay, okay. Thank you, ma'am. You're... Đây có cái birthday cake. Giả nha các bạn. Đây đi đâu không? Xuống đã ngửi thấy cái mùi Continental Breakfast này. Cái mùi waffle với cả oatmeal. Singing I love I belong. Good morning. Good morning, sir. How are you doing? Good, how are you? A room at 327 Bindo. Three people. 27? Yeah, 327. Okay. You can go. Yeah, thank you. Quite continental breakfast, and what? Gì đấy? Trứng à? Đây là bà nội ăn sốc. Đây bà nội ăn trứng rồi. Come on, sir. Đây là sữa. Sữa đây là bim bim cereal. Chả thấy bún miến phở đâu. Trong khách sạn thì quan trọng nhất là phải có cái xe chở hàng này các bạn. Mời các bạn cứ hình dung một cái đống đồ này mà mình phải xách từ trên phòng xuống ô tô thì nó sẽ như thế nào. Cho nên là khách sạn dù cũ kỹ đến mấy cũng cần có cái xe này thì mới được. Đấy, giờ này là 10:30 sáng, mình chuẩn bị đóng đồ để xuất phát. Đây chính là địa danh Albuquerque ở trong huyện huyền thoại của Breaking Bad. Tối nay mình sẽ ra khỏi, ngày hôm nay mình sẽ đi ra khỏi Albuquerque và ngày tiếp theo sẽ là Fort Worth, Dallas, Fort Worth. Nghỉ Fort Worth một ngày và Dallas ngày thứ hai. Cho nên mình sẽ có 2 ngày ở Dallas, Fort Worth nha các bạn. Chỗ này hơi gió nhưng mà nói chuyện thử tí xem có bị xào xào ở trong mic, trong mic không. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi từ Albuquerque sang Amarillo của Texas. Quãng đường này hơi xa. Buổi sáng ngủ dậy mặc dù xe còn 80% nhưng mà phải đi sạc lên cho đầy nha các bạn. Sợ cái đoạn Texas lắm rồi. Lần trước đi bị một lần xuống còn có 3% là tởn đến già. Tí nữa là bị heart attack cho nên là tởn. Bây giờ cứ phải sạc lên ít nhất là 99. Những cái đoạn, đặc biệt là cái đoạn mà chạy qua Texas. Xe của mình thì chất kín từ đáy lên đến nóc luôn, hở mỗi lỗ một tí. Đêm qua mình ngủ ở cái chỗ này này. Đây là chính là đang ở tiểu bang Albuquerque, tiểu bang New Mexico, địa danh thành phố Albuquerque nổi tiếng ở trên Netflix với series Breaking Bad. Ngày hôm nay thì trời rất là mát, xe gió hiu hiu, gió lạnh. Sáng đây không, chỗ sạc này không có xe nào sạc cả, có mỗi xe mình sạc. Bình thường thì cái lốp nó
nó vểnh ra, nhưng hôm nay để nặng quá nó hơi vểnh nghiêng vào như này, nhìn hơi ghê. Bình thường gầm của mình cao lắm mà hôm nay gầm nó thấp tè, để nặng quá. Đấy, thêm một vấn đề nữa là khi mà xe mà để nặng quá là phải sạc, sạc đầy chứ không là không mà toi á. Hơi lạnh quá rồi, để mai đến Dallas, Texas thì lại mình lại quay tiếp nhá. Peace. Các bạn cho mình một like và một sub bên dưới nhá. Góc này nào. Hay là góc bên này nào. Đoàn tùy tùng đã tới địa danh tên là Santa Rosa. Đây là một địa danh ở phía đông bắc của New Mexico, trùng tên với một địa danh, một thành phố nhỏ ở California cũng tên là Santa Rosa. Đằng sau lưng mình là, đây là khách sạn Holiday Inn Express. Tại sao mình ở đây? Bởi vì ở chỗ này nó có cái chỗ sạc xe ngay ở cái góc này. Khách sạn này ở bên đường giữa đồng không mông quạnh nhưng mà khá là đẹp. Sau đây mình sẽ vào đây đi nghỉ. Nói chung khách sạn nào mình thích nhất là cái xe này này. Cái xe này để đậu hàng. Hoặc là cái xe ở cái góc này. Ngoài này thì là vô lão nhà mình đang ngồi chỗ này hóng gió và ăn cơm. Tại vì đem cơm canh đến khách sạn nó mắng cho nên là hai vị vô lão nó ngồi chia nhau cơm cháo ở chỗ này. Ăn như kiểu ăn vụng ấy hả? Mặc dù là đêm mình ngủ ở trên khách sạn nhưng mà ngày thì phải xuống đây ăn cơm, sợ nó mắng. Cái chỗ này là thuộc New Mexico và giáp danh với cả Texas rồi, cho nên là xung quanh toàn đồng không mông quạnh không à. Các bạn nhìn cái biển Holiday Inn Express không? Góc này thì có một cái Comfort Inn với cả Motor Six này. Nhưng mà mình thích cái chỗ này chủ yếu là ở cái góc này nè. Nó có chỗ sạc xe. Chào các bạn, mình đã tới Amarillo, một thành phố nhỏ ở phía tây bắc của Texas. Đây là nội dung trong phòng. Đầu tiên là coi buồng vệ sinh xem là có sạch sẽ hay không. Quan trọng nhất là nhìn khăn tắm các bạn. Nếu mà khăn tắm mà sạch là được. Buồng tắm thì cũng ok. Nè, buồng tắm mà. Còn bên này là giường. Có hai cái giường này. Có một cái tủ lạnh với bé này. Bà nội đang giấu đồ ở trong này, sóc thấy chưa? Đây là giường. Giường nói chung là ở Texas thì là chăn gối là trông sạch sẽ và đẹp hơn hẳn ở New Mexico. New Mexico xấu lắm. Giường chiếu ọp ào ọp. TV tủ lạnh thì gọi là cho có thôi. Ngoài ra cái xe chở đồ chở hàng ở đây nhìn hơi buồn cười, không giống ai cả. Thì được cái là cái quang cảnh bên ngoài đẹp nha các bạn. Đấy, ngoài mở ra nó có view bể bơi luôn. Bây giờ để mình ra đi. Giả cái xe này ra ngoài sảnh đã lấy vào. Phòng ốc ở đây thì hơi buồn cười là một mỗi phòng có 3 cái cửa kính á. Rồi check in là bằng cái mã số như này nè. Đấy, bên này thì là bể bơi. Bơi cũng khá đẹp. Có một chú đang bơi ở trong.
Bên này có cái đèn. Bây giờ phía trên thì có 2-3 tầng lận không ạ? Chỗ này chỗ ngồi ăn uống. Texas nên đấu bò là nổi tiếng cho nên có cái sừng bò. Bên này các bạn coi có cái, có cả cái trò Pac-Man, hồi bé mình thích cái trò này á. Ấn ấn vào đây nào. Cái chữ Pac-Man không? Có sẻng vào đây các kiểu. Đấy, có cả thang máy đi lên trên tầng. Sảnh khách sạn này buổi tối nhìn khá lãng mạn. Đẹp. Còn bây giờ mình đang đẩy xe chỉ trả đồ. Đấy, cái sảnh này chỗ này là để ngồi ăn sáng, uống rượu thứ. Khách sạn này có 3 tầng các bạn. Phong cảnh khá lãng mạn. Ngoài ra chỗ này còn có quả sân mini golf cho con nít chơi á. Đèn trang trí giống Upper Mill Hotel đã mát luôn. Hôm nay mình chạy xe mấy trăm mai giờ. Hơi đi quay. Quay đây là lệ thân lobby các thứ. Ôi. Cái đồ này. Thích xa là nổi tiếng là đấu bò, chỗ nào cũng hình con bò. Anh này trả xe lệ tân là trả vào cái góc này các bạn. Đấy, trả xong có 2 cái xe thấy không? Bên này sảnh ngoài xe có cái sừng bò luôn. Đi vào sảnh như này. Như là khách sạn tên này. Khách sạn này mình thấy ở cũng được, các bạn lần sau đến đây có thể vào đây ở. Có 2-3 tầng ở trên này. Okay. Anh dãy vào đây. Đi coi cái này cho các bạn coi nào. Sân mini golf này các bạn. Bạn nào thích chơi golf thì nghỉ đây, có cái mini golf có cái lỗ như này. Ngoài ra thì ở đây có một cái hồ cá koi á. Cá koi á thấy không? Đấy, lấy tay cái nó đớp đớp rồi. Thả. Thả cho cá ăn giống bà gì chủ tịch nước Việt Nam á, Trương Mỹ Hoa á. Đấy, các cái phòng xung quanh là phòng ốc của khách sạn á. Chỗ này còn có cái quầy đu quay à. Mình ngồi ở đây thử phát nào. Đấy. Ngồi thích đu rồi các bạn. Thấy không? Chủ yếu là cái quầy quầy nước à. Ở dưới này thấy một đống tiền. Thấy cái chấm chấm bi à. Tiền người ta ném xu vào. Đây là sảnh à. Thế tự nhiên lại có mấy cái gối này trông lông thì mình tưởng có mấy con chó đang ngồi ở đây, con mèo á. À, cái này để chơi trò ném bi từ bên này sang bên kia kìa. À, đây là sảnh ăn sáng này các bạn. Sáng mai mình sẽ ra đây ăn. Ở trong tầng 2 mình hước lên cứ nữa. Ồ, thang máy này đẹp không các bạn? Thang máy trong à? Nhìn thấy chúng nó đi thang máy ở phía trong thấy không? Nếu mình ở tầng 1 thì thôi khỏi cần. Còn sáng mai ra đây ăn bánh waffle rồi các bạn. Mình thích cái bánh waffle rồi, buổi sáng ăn ngon dã man luôn. Đổ vào đây xong rồi bấm quay một cái. Đây là bếp núc nấu cái thứ. Đồ cái thứ chế biến ăn sáng, có cái lò vi sóng cái thứ. Sảnh khách sạn rộng lắm.
Nói chung là mình thấy chỗ này ở cũng được. Giá cả phải chăng các bạn, nhờ cái đầu sừng bò này. Làm quả Ava nhé. Texas, welcome to Texas. Mình đi về phát. Ôi này coi, nó bơi bể bơi rồi. Bạn thấy không? Bể bơi rộng đẹp lắm. Bên này đèn đuốc thứ sáng. Đấy, đi về phòng. Phòng của mình ở cuối hành lang. Coi mình bấm mã số vào này. Coi bấm mã số này. Đấy, nhưng mà lúc các bạn đến thì nó thay đổi mã số rồi. Đấy không? Các bạn không vào được phòng của mình đâu. Vào nhớ chốt cái này nha các bạn. Rồi bật cái đèn này lên cho nó sáng, hiểu chưa? Đấy, trong phòng thì sáng lắm. Phòng đẹp. Nói chung là xây kiểu Việt Nam á. Chủ đầu tư chắc chắn là người Việt Nam luôn. Cũng không có gì phức tạp đâu mà nhìn ra ngoài này. Đó. Phòng thơm, thoáng, sạch đẹp. Đấy, cửa sổ. Điều hòa thì ngay cửa sổ này. Còn nhìn ra ngoài phố ở đây. Xe thì mình đậu ngay bên tay phải này. Đấy. Phố xá đi ngoài kia hơi ồn nhưng mà không sao. Trong phòng thì có bàn là này các bạn. Bàn là có cái này nữa. Đấy, ông bố đang rửa bát. Sóc chào ông nội đi. Đấy, ông nội đang rửa bát đấy. Đây còn bà nội đấy đang tí toái không biết làm cái gì luôn. Đi ra đi vô á. Đấy, phòng nói chung chỉ thế thôi. Được cái sáng sủa sạch sẽ. Mình thấy ngủ nghỉ ở đây được. Cái này có cái ghế hay à? Mình thích cái đôn này ngồi đi giày á. Đấy, cho nên là ngày mai mình đến Dallas thì sẽ giới thiệu thêm cho các bạn phong cảnh ở Dallas. Các bạn nào, đây là kết thúc part 1 chuyến đi du hí từ Las Vegas sang Miami Beach. Các bạn nào quan tâm video của mình cho mình xin một like và một sub ở góc này hoặc góc này nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở part 2. Peace! Chào các bạn, tối nay ăn hơi bị vói cho nên là phải đi Walmart mạc. Xem trong Walmart mạc có gì ăn hay không. Bà nội đẩy xe này, sóc này, nhìn thấy bà nội đẩy xe chưa? Đấy, đây là quang cảnh ở trong Walmart mạc ở thành phố Amarillo về phía tây bắc của Texas. Thành phố bé bằng cái lỗ mũi nhưng mà người ngợm cái khách khứa cũng đông cho phết. Quần áo đầy luôn, made in Việt Nam hết. Hiểu không? Đấy, sóc thấy bà nội đẩy xe hàng đi chợ chưa? Bà nội bảo lúc nào sóc sang ấy, thì sóc đẩy xe hàng cho bà. Đấy, trước mặt là quầy thức ăn. Cái mì dài không biết có ăn được không? Ấn thử nữa. Cứng lắm.
Cần mua thêm cà chua không? Có ăn dâu không? Hả? Nho vẫn còn à? Nè xem nho nữa. Nho này trông ngon đó. Hả? Cái này được không? I love rock and roll. So put a dime in a jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take a time and dance with me. I love rock and roll. À, chuối đây nè. Chuối đây các bạn nè. Xem này nào chín nhé. Này này. Đây này, nội này này. Đấy này đấy đó. Một thôi. Một có đủ không? Hả? Một hai. Một hai, chuối rẻ, rẻ như bèo quá. Rẻ thì xanh quá. Đây này, rẻ này. Đấy, nó rẻ đấy được đấy. Đây là thịt thà này. Thà bây giờ không ăn đâu. Ồ, quầy bánh mì tít ngoài kia cơ. Quầy bánh mì tít ngoài kia cơ. Đi xuống chỗ này mua. Mua sữa, sữa chua. Mua sữa chua. Chua hoặc là trứng gì đó. Yeah, with me. Sing I love rock and roll. So put a dime in a jukebox, baby. I love rock and roll. So come and dance. Con này á? Con đấy chắc là dân ở đây á. Mấy chục cái rổ trứng á? Vị thịt. Vị thịt á? Vị chua như đằng trước rồi. Bên này, bên này. Khoan khoan. Nào mẹ ra chọn vỉ vỉ thế này. Chọn chọn. Cái đấy nhiều lắm. Mua cái này này mua. Chọn vị xem thích cái vị nào. Đây là dâu. Cái này là cherries. Mẹ thích dâu hay thích cherry? Nào. Cái này là vanilla. Hay là thêm một cái cherry nữa. Hay là thêm một cái dâu nữa. Rồi. Xem trứng nó bán ở đâu không?
Các bạn nhìn hộ mình xem trứng bán đâu. Bên này là beer. Beer. I don't want a beer. Oh, trứng đây. Trứng đây nè các bạn. Không có bán hộp bé rồi. Ở đây bán hộp bé đây. Mua vỉ, vỉ bé hay mua vỉ lớn? Bé thôi. Đấy là to. Đây vỉ bé đây này, 6 quả đây nè. Còn vỉ, vỉ to 12 quả là cái loại này, loại organic này nè. Đấy. Lấy bao giờ cũng phải đặt cái mặt này lên, thấy quả này vỡ là đổi này các bạn nè. Thấy chưa? Đặt cái mặt này lên xem có cái nào vỡ không, có cái nào vỡ thì lấy. Để vào giỏ. Mì tít ở ngoài cơ. Có caramel cả. Vỉ caramel thì thèm. Đấy, đây là các bạn, đây là quang cảnh trong vùng mạc ở thành phố Amarillo. Sóc nhìn thấy Bà Nội chưa? Sóc với cả Bon nữa chứ không rồi. Nói mỗi Sóc không, Bon là tị. Chú Vinh với Bà Nội đang đi mua đồ ăn. Còn ông nội ở nhà coi tennis. Đây toàn mễ, nghe tụi nó nói tiếng mễ không? Kìa bánh mì kìa. Một phần nhà cửa rẻ ở đây, mẹ biết làm sao, mễ đông á, tụi nó làm nhà cửa nó rẻ. Đây, chọn bánh mì này. Nhìn cái nào cũng thèm luôn. Bánh này là banana. Và vuông mạc là nhìn cái gì cũng thèm luôn. Ô, bánh con sò. Cho tận 5 đồng mắc chữ à. Bánh trái kiểu gì cũng mắc chữ à. Tại sao cái bánh này có 1 đồng nhỉ? Nó đóng gói ngày 13 thôi, là hôm nay dùng đến ngày 16 thôi. Nó có 1 đồng một cái. 16 à? Hôm nay mới 13, 16 thôi 3 hôm mà có 1 đồng. Thôi, mua 1 hay 2? 1 thôi, ăn hết. Ra chợ xem rồi có cái nào. Thế thôi thì. Thế thôi đi ra. Thôi bây giờ mình đi ra đi về nè. Check out xong đi về. Bye các bạn. Peace.